Đây, các bác thấy một trong các chú chó mào mình đang nuôi thanh lông nha các bạn. Đấy. Rất là nhiều, các bạn thấy mình quấn quấn cái băng dính vòng quanh lông. Các bạn thấy cái lông đuôi mới ra này, ra cái nào nó thay dụng dụng cái nào lên cái đấy luôn. Đó, các bạn thấy không? Chuẩn bị đi ngủ rồi cho các bạn xem một chút. Các bạn xem thêm nhiều chia sẻ về kinh nghiệm nuôi chim trên website Cám Chim Nói Về Tấm Con. Mình nuôi rất là nhẹ nhàng thôi. Cám thì vẫn cứ một loại ăn quanh năm của Cám Chim Nói Về cho các bạn. À, bổ sung các loại hoa quả nhiều trong kỳ thái lông, ví dụ như là đu đủ này,